chào mọi người, thì hôm nay Thảo đang đứng ở tại Mì Cay Haseyo ở số 640 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. Đây là một nơi mà đang được giới trẻ rất là yêu thích về các món ăn như là mì cay, gà. Thì hôm nay mọi người hãy theo chân Thảo để review không gian cũng như là đồ ăn ở đây nha. Mình vừa vào thì nhân viên đã đưa menu cho mình lựa. Ở trong đây thì có các món mì cay này, có cơm và miếng nữa. Hôm nay mình sẽ chọn món mì kim chi hải sản và một món gà cay phô mai. Và bây giờ Thảo sẽ review cái không gian quán ở đây nha. Ở đây thì rất là rộng rãi luôn mọi người ơi, và không gian thì mang đậm phong cách của Hàn Quốc. Mọi thiết kế nhìn rất là sang trọng và rất là bắt mắt luôn. Sau một thời gian chờ đợi thì món ăn của mình đã lên rồi. Đây là một cái món gà cay phô mai nha. Đây là món nước soda dâu. Các món mà mình đã đặt thì nó đang lần lượt ra luôn nha mọi người. Wow, nhìn đồ ăn rất là hấp dẫn luôn mọi người ơi. Đây là món takoyaki, đây là món cơm trộn hải sản. Đây là mì cay kim chi hải sản mà mình đã gọi nha. Mình không ăn được cay nên mình chỉ gọi cấp độ 1 thôi. Và bây giờ mình sẽ thử trải nghiệm những cái món ăn ở trên bàn nha. Gà nó rất là mềm và nó hơi cay nhẹ nha mọi người. Món takoyaki thì mình thấy ăn nó rất là mềm. Ở bên trong thì nó có bịch tuộc và ăn rất là ngon miệng. Đây là món ưa thích nhất của mình, mì kim chi hải sản nha. Nước mì ở đây thì nó có một cái vị là cay thanh, rất là ngon luôn. Đây là món cơm trộn kim chi hải sản. Ở dưới đây thì có tôm, có nấm, có bạch tuộc và có bắp luôn nha mọi người.